một lá vông chữa trị hiệu nghiệm bằng 10 lọ thuốc Tây. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video Sống Khỏe cùng Dr. Trĩ. Quý vị thân mến, lá vông là vị thuốc dân gian quen thuộc được nhiều bệnh nhân truyền tai nhau. Tác dụng nổi bật nhất mà dược liệu này mang đến cho bệnh nhân Trĩ có thể kể đến là giúp giảm đau, kích thích lưu thông máu, làm giảm co thắt cơ vòng hậu môn và hỗ trợ làm teo các búi Trĩ ngay tại nhà. Hiện nay có rất nhiều cách sử dụng lá vông để chữa Trĩ, nhưng không phải cách nào cũng mang đến hiệu quả cho người bệnh. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Dr. Trĩ điểm danh hai cách dùng lá vông đơn giản và mang lại hiệu quả tốt nhất quý vị nhé. 1. Dùng lá vông và giấm chữa trĩ. Giấm thanh là nguyên liệu đã được lên men từ rượu. Trong thành phần của giấm có chứa axit, nước và acetic, hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị bệnh trĩ. Với cách này chúng ta chuẩn bị: lấy khoảng 10 lá vông tươi, khoảng 40-45ml nước giấm, muối trắng hạt to. Cách tiến hành rất đơn giản như sau: lá vông rửa sạch bằng nước ấm rồi ngâm trong nước muối pha loãng trong khoảng 3 phút để loại bỏ vi khuẩn bám bên ngoài. Xay nhuyễn lá vông với giấm để tạo ra hỗn hợp dệt. Hỗn hợp này sẽ được đắp trực tiếp lên búi trĩ và cố định bằng dây vải khoảng 2-3 tiếng. Với cách này nên duy trì thực hiện khoảng 2-3 ngày và tránh di chuyển. 2. Đắp lá vông chữa trĩ. Cách này thường áp dụng cho các bệnh nhân có sức khỏe tốt, cơ địa ít dị ứng và không mắc đồng thời các bệnh lý khác. Cách chữa bệnh trĩ bằng lá vông đắp ngoài búi trĩ khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 7-9 chiếc lá vông bánh tẻ, không quá già, không quá non, còn tươi, không sâu bệnh. Đem lá này rửa sạch, rồi hơ trên lửa nóng. Đắp trực tiếp lá vông hơ nóng vào vùng búi trĩ cho tới khi lá nguội. Bằng cách này, sức nóng sẽ kích thích, giải phóng các hoạt chất làm đau, kháng viêm, sát trùng tự nhiên trong lá vông. Các hoạt chất này sẽ trực tiếp tác động vào hệ thống tĩnh mạch búi trĩ, giúp giảm cảm giác đau đớn, giảm co thắt hậu môn và kích thích co búi trĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin bổ ích trong việc sử dụng lá vông để điều trị bệnh trĩ. Đừng quên đăng ký kênh Dr. Trĩ để không bỏ lỡ bất kỳ mẹo chữa trĩ hữu ích nào quý vị nhé. Chúc các bạn điều trị bệnh trĩ thành công và luôn khỏe mạnh. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.